Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi tiếp theo đến với chương trình Gia đình song ca. Họ là mẹ và con. Xin mời quý vị hãy cùng đến với hình ảnh giới thiệu về họ ngay bây giờ nhé. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Thúy An. Cuộc sống của tôi thì rất là bình thường, đơn giản. Nhưng mà riêng có cô con gái của tôi thì rất là đặc biệt. Và tôi rất tự hào về con gái của tôi. Mẹ tự hào vì con gái nhỏ của mẹ xinh đẹp, ngoan ngoãn, luôn là người bạn tâm giao với mẹ trong cuộc sống. Mẹ tự hào vì giọng hát của con. Mẹ còn nhớ, từ khi con 2 tuổi đã tự tin xung phong hát trước mọi người. 3-4 tuổi, dù chưa biết chữ, con đã có thể hát và thuộc rất nhiều bài hát. Mẹ tự hào vì bộ sưu tập bằng khen của con, từ học sinh giỏi tới các giải thưởng thi năng khiếu. Không phải vì những thành tích con đạt được, mà là vì sự cố gắng, nỗ lực của con theo đuổi những đam mê của mình. Con tự hào vì tình yêu và hy sinh của mẹ dành cho con, vì để con có thể tham gia những lớp học năng khiếu. Mẹ đã chọn ở nhà làm nội trợ, may vá để có nhiều thời gian dành cho con. Con tự hào vì những bộ đồ mẹ tự may cho con. Mỗi lần đi diễn, con lại có một bộ đồ mới. Bạn bè con lúc nào cũng hâm mộ con đấy mẹ ạ. Con luôn muốn được nói ra niềm tự hào đó với mẹ theo một cách thật đặc biệt. Trên sân khấu Gia đình song ca lần này, một dịp mà hai mẹ con cùng ca hát, cùng cố gắng, con quyết định sẽ nói ra những điều con vẫn hằng giấu kín trong lòng. Mẹ ơi, mẹ là niềm tự hào lớn nhất của con. Cùng trời đất, cùng không.
con gái là Cathy. Chúng ta đã gặp nhau trong chương trình Thần Tượng Tương Lai. Dạ. Phải không? Và xin chào mẹ Thúy An ạ. Chào cô, chào ban giám khảo và các quý vị khán giả. Trong những chương trình mà con tham gia đó Cathy, là mẹ là chuẩn bị trang phục hết cho con luôn đúng không? Dạ. Con may mắn lắm vì hôm nay con mời luôn được cả stylist của chính mình lên sân khấu để hát chung với mình luôn. Sao hôm nay mẹ quyết định mẹ lên sóng với con gái vậy mẹ? Bữa nay mẹ cũng muốn lên đây thử coi rung sao. Tại vì mỗi lần mà thấy con đi thi con cũng rung rung, cái mình cũng nói sao mà rung dữ vậy. Bữa nay cũng muốn thử coi sao. Rồi giờ hiểu được cảm giác đó chưa mẹ? Mẹ cũng hiểu lắm, lên đây đúng là cảm giác mạnh thiệt. Mẹ làm như mẹ đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy đó. Cảm giác mạnh. Tại vì cái cảm giác mà đứng trên sân khấu, nhất là trong những lần đầu tiên á, nó kỳ lắm, nó khó tả lắm đúng không mẹ? Mặc dù trước đó mình nói trời không sao đâu, mình đứng với con mình mà, rồi bài này mình tập nhiều lắm rồi, nhưng mà kiểu gì bước ra mình vẫn run. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ ban giám khảo dành cho tiết mục này của hai mẹ con nhé. Xin mời cô Cẩm Ly. Hôm nay cô Cẩm Ly gặp lại người quen nè. Gặp lại người quen. Nhưng mà người quen này chưa bao giờ nghe hát ca luôn hết trơn á. Bữa nay mới hát phải không con? Mấy lần trước là hát nè, dân ca đồ nè, múa dữ lắm nè. Chị cho em hỏi thăm chị An. Chị hồi đó giờ chị có đi hát chưa? Dạ chưa. Từ nào giờ chị em mới lên sân khấu lần đầu tiên luôn. Nhưng mà ở nhà chắc hát với con nhiều hả? Dạ thì ở nhà hai mẹ con cũng hát qua hát lại chơi cho vui thôi. Chơi cho vui thôi hả? Em chỉ nói rằng hai bộ dài rất là dễ thương. Đúng là sướng quá, có mẹ may đồ cho mình đi hát. Thiệt là thích luôn á. Tại vì ngày xưa cô cũng được mẹ may cho cô với lại cô Tuyết á, mấy cái đầm để đi diễn á, thích lắm. Tại vì có mẹ ở nhà là mình thích kiểu gì nè ha, mặc sao vừa vặn đẹp lắm. Cho nên mẹ may lúc nào cũng đúng ý của con gái hết. Là cái điều đó rất là hạnh phúc. Hôm nay hai mẹ con với trang phục đẹp, giọng hát thì bây giờ đây ghi là hai giọng hát véo von quá trời luôn. Chúc mừng tiết mục của hai mẹ con và cô hy vọng rằng vào vòng trong sẽ lại được thưởng thức hai mẹ con ở một cái thể loại khác nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn bà giám khảo. Chúc mừng hai mẹ con với tiết mục này nhé. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.